Chiều ngày 8 tháng 6, Ủy ban nhân dân phường Núi Sam trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Đến dự có bà Hà Mộng Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường. Đây là 30 phần quà gồm bánh kẹo và các loại thực phẩm khác do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Châu Đốc hỗ trợ trao cho 30 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của phường, nhằm động viên cho các em vươn lên trong cuộc sống. Món quà tuy nhỏ nhưng nó thể hiện sự quan tâm đặc biệt của thành phố trong công tác chăm sóc trẻ em, góp phần tạo động lực, đem lại niềm vui cho các em phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện, trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.